năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu khả quan, GDP 5,98%, cao nhất kể từ năm 2011, lạm phát thấp nhất trong 10 năm qua, giải ngân FDI ghi kỷ lục mới với 12 tỷ đô la Mỹ, dự trữ ngoại hối cũng đạt được mức kỷ lục với 38 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt ngưỡng 150 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiền đề quan trọng để đất nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, vị thế, tín nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Trong bối cảnh chung của môi trường kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động kinh doanh tích cực, hoạt động hệ thống an toàn, ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động, quyền lợi của cổ đông và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Hòa cùng kết quả chung của hệ thống, BIDV Tây Hồ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh doanh và đạt danh hiệu chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014. Sau đây là báo cáo tổng kết nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của chi nhánh. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, tổng tài sản đạt 5.420 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng 26% so với đề án tái cơ cấu và tăng trưởng 78% so với năm 2012. Huy động vốn cuối kỳ đạt 5.254 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn bình quân đạt 3.419 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu huy động vốn, huy động vốn định chế tài chính đạt 898 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17%, hoàn thành 128% kế hoạch, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn doanh nghiệp đạt 2.273 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43%, hoàn thành 198% kế hoạch, tăng trưởng 192% so với cùng kỳ năm trước. Và huy động vốn dân cư đạt 2.083 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch, tăng trưởng 48% so với năm 2013. Dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt 3.509 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng bình quân đạt 2.845 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với năm 2013, tăng trưởng 68% so với đề án tái cơ cấu và tăng trưởng 139% so với năm 2012. Về cơ cấu dư nợ tín dụng, dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 488 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14% tổng dư nợ tín dụng, hoàn thành 117% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 62% so với năm 2013. Dư nợ tổ chức kinh tế đạt 3.021 tỷ đồng, chiếm 86% tổng dư nợ tín dụng, hoàn thành 97% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng bán lẻ bình quân đạt 343 tỷ đồng, hoàn thành 109% so với kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 113% so với năm 2013. Dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt 2.315 tỷ đồng, chiếm 66% tổng dư nợ. Dư nợ trung dài hạn đạt 1.194 tỷ đồng, chiếm 34% tổng dư nợ tín dụng. Về thu dịch vụ ròng, thu dịch vụ ròng không bao gồm kinh doanh tiền tệ và phái sinh đạt 21,92 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu dịch vụ bảo lãnh chiếm 54%, dịch vụ thẻ chiếm 16%, dịch vụ thanh toán chiếm 14%, dịch vụ tài trợ thương mại chiếm 6%, dịch vụ đại lý ủy thác chiếm 5% tổng thu dịch vụ ròng. Các tỷ lệ còn thấp cần đẩy mạnh như dịch vụ Western Union, phí tín dụng và ngân hàng điện tử. Thu dịch vụ từ kinh doanh tiền tệ đạt 1,1 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch năm 2014. Thu nợ hạch toán ngoại bảng đạt 19 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 160% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm đạt 1,28% trong năm 2014.
Kết quả kinh doanh: chênh lệch thu chi đạt 101 tỷ đồng, hoàn thành 102% so với kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng 105% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,3 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước và tăng gấp 24 lần so với năm 2012. Trích dự phòng rủi ro là 20,5 tỷ đồng, dư quỹ dự phòng rủi ro là 69 tỷ đồng. Hoàn nhập quỹ, dự phòng rủi ro trụ sở chính là 24 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch 2014. Đánh giá một số mặt nổi bật trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 1. Đối với hoạt động huy động vốn tăng trưởng tốt, trong đó nguồn cơ cấu vốn không kỳ hạn chiếm tỷ lệ cao, đạt 2.196 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% tổng huy động vốn. Đây chính là sự khẳng định của ban lãnh đạo trong việc quyết tâm hoàn thành tối thiểu các chỉ tiêu của đề án tái cơ cấu, và đặc biệt là kết quả của nỗ lực đàm phán về khoản tiền 46 triệu đô la Mỹ dự án Cam Lộ Túy Loan năm 2014, và trong năm 2015 sẽ là hơn 400 triệu đô la Mỹ góp phần tăng trưởng nguồn ngoại tệ của hệ thống. 2. Đối với hoạt động tín dụng, chỉ tiêu tín dụng có sự tăng trưởng bứt phá, vượt mốc kế hoạch được giao từ năm 2014 với chiến lược cơ cấu lại nền khách hàng hiệu quả. Tăng trưởng tín dụng theo đúng định hướng của BIDV, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp tốt, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập dòng từ tín dụng, đồng thời kiểm soát cơ cấu, chất lượng tín dụng theo mục tiêu đặt ra. 3. Đối với hoạt động ngân hàng bán lẻ, hoạt động ngân hàng bán lẻ ngày càng phát triển bền vững và ổn định, có sự sáng tạo, nỗ lực của toàn thể cán bộ chi nhánh cũng như thể hiện sự điều hành sáng suốt, định hướng đúng của ban lãnh đạo. Tăng trưởng tín dụng bán lẻ đạt mức cao nhất trong các lĩnh vực hoạt động. Chi nhánh đã triển khai ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các đối tác tăng cường bán chéo sản phẩm như các hãng xe Ford, Nissan, Mini Cooper, chủ đầu tư VOD, công ty Đông Đô Bộ Quốc phòng, sàn IZ và các dự án 106 Hoàng Quốc Việt, dự án Tây Hồ Tây, 136 Hồ Tùng Mậu, Green Star. Về huy động vốn dân cư, ngay từ quý 2 năm 2014, chi nhánh đã huy động vượt mức trụ sở chính giao cả năm. Không chỉ quy mô huy động vốn lớn tăng trưởng 59% và lợi nhuận tăng trưởng 84% so với cùng kỳ năm trước. Thu dịch vụ dòng từ các sản phẩm bán lẻ đạt mức hoàn thành cao. Trong cơ cấu, dịch vụ bán lẻ tập trung chủ yếu ở sản phẩm thẻ chiếm đến 73% tổng thu dịch vụ. Trong đó, trọng tâm là dịch vụ POS và là sản phẩm mũi nhọn mà ban lãnh đạo chi nhánh đã định hướng và xây dựng mục tiêu ngay từ đầu năm 2014. Các chương trình hành động ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh năm 2014 được triển khai thường xuyên như chương trình tuyến phố BIDV, tập trung đẩy mạnh các phòng giao dịch vệ tinh, thành lập phòng giao dịch chuẩn trong quý 4 năm 2014, chủ động triển khai các chương trình bán hàng tại các đối tác, bám sát các sàn bất động sản, showroom ô tô để tiếp cận khách hàng. Nền khách hàng cá nhân hiện tại tăng trưởng tuyệt đối 7.000 khách hàng với tỷ lệ là 57%, trong đó khách hàng quan trọng tăng trưởng 71 khách hàng với tỷ lệ 27%. 4. Hoạt động ngân hàng bán buôn. Năm 2014, phát triển khách hàng mới được hơn 30 khách hàng với tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh cấp mới gần 3.800 tỷ đồng. Tập trung vào một số nhóm khách hàng lớn như khối khách hàng thuộc nhóm nông nghiệp nông thôn, Bộ Quốc phòng, hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe con người. Trong đó, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc hạn mức 1.000 tỷ đồng, Tỳ Đạm Ninh Bình hạn mức ngắn hạn cấp 1.200 tỷ đồng, giới hạn trung hạn 6,4 triệu đô la Mỹ, Công ty Thành An Bộ Quốc phòng giới hạn tín dụng và bảo lãnh cấp 600 tỷ đồng, Công ty 207 Bộ Quốc phòng hạn mức tín dụng và bảo lãnh được cấp 60 tỷ đồng. Tiếp cận và ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với công ty MTV Nước sạch Hà Nội đã ký cam kết cung ứng 4.800 tỷ cho dự án mặt nước sông Hồng, ký hợp đồng cung cấp tín dụng. 5. Công tác phát triển mạng lưới. Có thể nói năm 2014 là năm của các phòng giao dịch với kết quả xếp hạng 1. Để đạt được kết quả như trên là sự quan tâm, chỉ đạo, quyết liệt của ban lãnh đạo ngay từ những ngày đầu năm, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị trong việc thúc đẩy phát triển hiệu quả mạng lưới hoạt động của chi nhánh. Các phòng giao dịch được đầu tư cơ sở vật chất khang trang toàn diện, tạo ra sự nhận diện mới, mang tính chuyên nghiệp, thành phòng giao dịch kiểu mẫu trong hệ thống BIDV. Nhân sự phòng giao dịch cũng được ưu tiên với sự điều động luân chuyển kịp thời đáp ứng nhu cầu của kinh doanh. 6. Công tác thu hồi nợ xấu. Quyết liệt trách nhiệm và thực hiện linh hoạt các giải pháp như cơ cấu nợ, cơ cấu tài chính, bán tài sản, khởi kiện trong công xử lý nợ xấu. Kết quả,
tổng dư nợ xấu theo đề án tái cơ cấu là 748 tỷ đồng và đến 31 tháng 12 năm 2014 dư nợ xấu còn 44,5 tỷ đồng. 7. Công tác tổ chức. Năm 2014, chi nhánh được bổ sung một phó giám đốc từ tháng 1, tuyển dụng thêm 7 cán bộ mới trẻ trung và có năng lực, bổ nhiệm 7 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, trong đó có một trưởng phòng và 6 phó phòng, điều động 13 lượt cán bộ, luân chuyển 6 lượt cán bộ và có một cán bộ đến tuổi hưu. Bên cạnh đó, chi nhánh tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo, trong đó yêu cầu tự đào tạo tại các đơn vị, đi học tập nghiệp vụ tại các chi nhánh bạn và cử 200 lượt cán bộ tham dự khóa đào tạo do BIDV tổ chức. Chất lượng cán bộ của chi nhánh đã được nâng lên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, áp lực của chi nhánh. 8. Công tác quản trị điều hành đổi mới với sự linh hoạt, nhịp nhàng và kỷ luật nghiêm túc. Thực hiện phân giao rõ trách nhiệm trong ban lãnh đạo, tổ chức cuộc họp giao ban hàng tháng để tổng kết, trao đổi, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. Công tác giao và đánh giá kế hoạch được điều hành linh hoạt, công tác tín dụng đã đổi mới quản lý điều hành theo hướng tuân thủ kỷ cương điều hành, tuân thủ quy trình quy định. Công tác quản lý rủi ro, kiểm tra giám sát nội bộ, an toàn kho quỹ được chú trọng đẩy mạnh. 9. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ với vai trò lãnh đạo của Đảng là nòng cốt, các tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên đã động viên người lao động cống hiến tích cực trong hoạt động kinh doanh, phối hợp tốt với chính quyền trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, tháng 10 năm 2014, chi nhánh đã tổ chức chuyến đi xuyên Việt với thành phần là các đồng chí cán bộ lớn tuổi sắp nghỉ hưu, đã có thời gian cống hiến nhiều năm trong BIDV và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho thành viên đoàn. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể cũng nâng cao tinh thần chủ động trong hoạt động của mình như tham gia đạt giải nhất hội thao năm anh em, các hoạt động an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa, tới thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ biển đảo có hoàn cảnh khó khăn, quà Trung thu, quà mùng 1 tháng 6 cho trẻ em tại Viện Ca, Viện Tim Hà Nội. 10. Sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết đồng thuận trong chi nhánh và sự tín nhiệm tin tưởng của cán bộ công nhân viên dành cho ban lãnh đạo giúp cho chi nhánh Tây Hồ ngày một hướng tới sự phát triển bền vững, đời sống thu nhập cán bộ qua các năm được nâng cao, chưa đạt được trong hoạt động. 1. Công tác huy động vốn với nhiều đơn vị mới tập trung ổn định tăng trưởng về quy mô, chưa thực sự tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ và các khách hàng VIP để đạt được hiệu quả tối ưu. Niêm huy động vốn của chi nhánh còn thấp, bình quân 1,7% một năm, còn nhiều khoản huy động vốn có niêm dưới 0,5% một năm. 2. Chất lượng tín dụng những khoản vay mới được kiểm soát, song tỷ lệ nợ xấu với khoản vay cũ vẫn phát sinh làm gia tăng tỷ lệ nợ xấu tổng trên tổng nợ, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ cơ cấu vẫn ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro. 3. Công tác thu dịch vụ dòng còn yếu với nền khách hàng khá mỏng, hiệu quả đạt được chưa cao, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 4. Công tác quản trị điều hành được tăng cường, tuy nhiên việc chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ chưa được thực hiện nghiêm túc. 5. Công tác phối hợp giữa ban lãnh đạo và trưởng các bộ phận vẫn chưa thực hiện tốt, dẫn đến thông tin chưa thông suốt. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Trọng tâm hoạt động kinh doanh năm 2015 của đơn vị cần bám sát chỉ đạo của trụ sở chính và hoàn thành mục tiêu đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 với các trọng tâm như sau. 1. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề án tái cơ cấu và kế hoạch chênh lệch thu chi của chi nhánh. Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện đề án tái cơ cấu. Đây là mục tiêu quan trọng nhất của chi nhánh phải hoàn thành và phấn đấu hoàn thành trước 6 tháng. Trong đó, chỉ tiêu chênh lệch thu chi là chỉ tiêu quyết định và là yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động của chi nhánh. 2. Tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, tập trung vào nhóm khách hàng tốt, khách hàng mục tiêu, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhằm tăng thu nhập từ tín dụng. 3. Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng và cơ cấu tín dụng đảm bảo an toàn. 4. Tăng trưởng khách hàng bao gồm tiền gửi và tiền vay cụ thể, tăng trưởng nguồn vốn trên cơ sở gia tăng huy động vốn dân cư, tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn, đánh giá toàn diện từng nhóm khách hàng để cơ cấu lại nguồn huy động, chú trọng gia tăng huy động vốn tiền gửi không kỳ hạn, nâng cao tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ trên cơ sở phát triển ngân hàng bán lẻ theo chiều sâu có chọn lọc khách hàng, hướng tới tập trung các khách hàng thân thiết có thu nhập cao, tăng cường kiểm soát cấp tín dụng với khách hàng bán lẻ đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và tiếp tục phát triển các khách hàng xuất nhập khẩu, khách hàng khối y dược và khách hàng là tổng công ty có uy tín trên thị trường, khách hàng nhỏ và vừa có chất lượng. 5. Quản lý tài chính hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phân phối thu nhập và thi đua khen thưởng một cách công bằng, công khai, minh bạch để tạo ra động lực, áp lực trong hoạt động. 6. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức và bố trí đủ nhân sự và lãnh đạo các phòng đơn vị để đảm bảo nhân sự cho phát triển kinh doanh, đổi mới phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động, ưu tiên phát triển cán bộ trẻ có tâm huyết và năng lực với chi nhánh. 7. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành,
thường xuyên cơ cấu lại nền khách hàng, đồng thời phát triển một chiến lược phân khúc khách hàng tổng thể và giải pháp đồng bộ hướng tới khách hàng mục tiêu, gia tăng hiệu quả sinh lợi, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ giám sát có trọng điểm và các hoạt động nhiệm vụ của chi nhánh nhằm phòng ngừa tránh sai sót vi phạm. Đánh giá năng lực hiệu quả làm việc của cán bộ phòng ban theo thẻ điểm cân bằng BSC và KPI. 8. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các mạng lưới của phòng giao dịch. 9. Công tác đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, nâng cao tính gương mẫu và năng lực lãnh đạo của các chi bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, tăng cường vai trò công đoàn và đoàn thanh niên làm nòng cốt trong hoạt động của chi nhánh, tiếp tục triển khai tốt các chương trình an sinh xã hội của chủ sở chính và chi nhánh. Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của chi nhánh Tây Hồ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Thay mặt ban lãnh đạo, giám đốc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2014. Chúc gia đình BIDV Tây Hồ chúng ta ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc, an khang nhân dịp năm mới và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year.